chào tất cả cô chú anh chị các bạn xem chương trình Chào Đón Cả Nhà. Mình đã quay trở lại cùng với kênh YouTube Juju. Bây giờ là 6 giờ tối của ngày 4 tây tháng 2 năm 2024. Video clip này tôi quay để chia sẻ cùng với cô chú anh chị các bạn cái cảnh tối 25 Tết, mọi người mua hoa tấp nập nhộn nhịp như thế nào. Trong video clip này Tisu ngoài cái việc đi dạo chợ hoa thì sẽ coi thử có quán cà phê nào đẹp hay đồ ăn thức uống để chia sẻ cùng với cô chú anh chị các bạn. Giờ này là mọi người bán tắc này. Bao nhiêu chậu đó hả cô? Hả? Dạ 120 ạ. Dạ. À, 120.000 một cái chậu này trong chiều 25 Tết này cô chú anh chị các bạn. Đó, còn này là cây này là nhiêu hả chị? 400 ô rẻ hả? 400. Này là về trồng cây cao này, cao 1,5 m luôn á. 400. Này chơi xong cái mình về mình cắt trái đi rồi mình thay đất thêm phân vô cả nhà mình là mình sẽ dưỡng được cho cái năm tới. Đây là một góc đường Lê Duẩn của chú anh chị các bạn. Góc này hướng về đường quốc lộ 1A. Mọi người đang mua hoa rất là nhộn nhịp. Đây là hàng tắc này cũng vừa trái nè. Ở đây họ bán là cây từ thấp đến cao cả nhà mình. À, cái cây này cao 1,5 m nè. Những cây thấp thì 200, cây lớn thì 400, còn cây trung trung thì 250-300. Cái bên hàng này thì đã có hàng ốc phố đêm này cả nhà mình. Đây là hàng ốc phố đêm nè, khi mà cả nhà mình đi trên đường Lê Duẩn thì mình có thể thưởng thức những cái món hải sản bình dân ở bên đường nè. Này là đang pha chế món. Này pha chế gì đây anh? Hàu hấp chị. À, hàu hấp con hàu cả nhà mình. Đây là ốc tỏi nè cả nhà mình. Con điệp nè, con xà lông nè, rồi đây con dòm nè, dòm xanh, còn cái này là xà móng tay hấp rồi đó, còn cái này là càng ghẹ, đủ món đó cả nhà mình. Đây là con càng con cúng núng nè, còn cái này là càng con cua đá nè. Đó, cả nhà mình thích ăn cái gì thì cứ lại đây trong menu thì họ ghi giá rất là rõ ràng á cả nhà mình. Ở đây con xà dương nữa nè, xà dương nó còn sống à, Tisu thấy nó nhúc nhích nè. À, cả nhà mình thấy không? Ơ hồi nãy. Nãy thấy anh Hờ. Anh Hờ ra. Ở đây là con cá chim nè cả nhà mình. Cá chim nướng cuốn dây bạc rất là ngon và hấp dẫn. Ở đây là ốc hương. Món ăn ở đây thì cả nhà mình nhìn qua là tươi ha. Ngày Tết bán xuyên Tết không anh? Bán xuyên Tết luôn hả? Ok. Rồi menu, trong menu Tết thì có tăng thêm phần trăm không? Cũng vậy rồi chị ơi. Cũng vậy thôi đúng không? Ở đây thì họ bán Tisu đã ăn một lần rồi. Thấy là ngon. Bây giờ Tisu quay qua menu cho cả nhà mình ha. Giá Tết cũng y vậy, không có tăng. Đây cả nhà mình quán cá nướng phố đêm nè. Giá rất là mềm ha. Xà điệp nè, ốc đinh nè, ốc bông nè, nói chung là giá từ 70, 60, 70. Còn cái con cá chim á cả nhà mình, cá chim hấp xả thì hình như bữa Tisu ăn là 250 một ký cả nhà mình. Đó, ốc đêm nè. Cả nhà mình nhớ cái khu vực này ha, bán xuyên Tết cho nên là dễ ăn. Ở đây thì sẽ bán từ lúc 5 giờ chiều đến 2 giờ sáng và sẽ bán xuyên Tết nha cả nhà mình. Cái góc này thì nó nằm ngay góc đường Lê Duẩn.
65 Lê Duẩn nha cả nhà mình, bán xuyên Tết. Cả nhà mình muốn ăn hải sản thì ghé lại đây thưởng thức. Ở đây thì cô chú anh chị các bạn thấy chiều 25 Tết nè, hoa nè, hoa cúc nè, hoa giấy nè, còn vẫn còn rất là nhiều á. Mọi người cũng đi hỏi giá rồi cũng ngắm hoa. Đây dán ngũ sắc nè, dán bonsai nè. Cây này thì không dưới 800.000 đâu cả nhà mình, cây này chắc cũng phải 1 triệu hay là 2 triệu gì đó. Cây mà cái dán bonsai gốc to như thế này. Gốc to này khoảng nhiêu tiền hả anh? 4 triệu 2 ạ. À? À, 4 triệu 2 cả nhà mình. Giấy bonsai 4 triệu 2. Đây là khách đang vô mua. Hồi nãy mình đón không dưới 800 ngàn mà nó lố cao quá, nhiều cái quá cả nhà, 4 triệu 2 luôn. Này là mai nhí nhí nè, mai nhí nhí nè, mai này mai để bàn nè. Cây này giờ giá nhiêu tiền á chú? 350. Dạ 350 ha, để bàn đẹp ha. Giờ này nó ra là ok nè. Đi xô đi một vòng thấy ở đây có cái tiệm cà phê TT nè cả nhà mình. Đây là một cái tiệm cà phê mà mình ngồi á, bên hông đường mình ngồi, mình nhìn ra ngồi phía trước, ngắm mọi người đi qua đi lại. Ngày Tết khá là vui đó. Nên là Tết này cô chú anh chị các bạn đi uống cà phê, ghé lại cái quán cà phê Tây Tây á, mình thưởng thức ly cà phê. Ở đây cà phê pha nguyên chất ngon cả nhà mình. Tiệm cà phê Tây Tây nè, đồng giá nha cả nhà. Ở đây đồng giá cà phê xay rang bằng máy, đồng giá chỉ có 18.000 thôi. Giờ hoạt động bắt đầu bán là lúc 6:30 sáng cho đến 11:30 đêm. Nói chung là ở đây kết cấu của cái quán cà phê này theo cái phong cách là một mạc gỗ và lấy thiên nhiên là chính. Ở đây có trà nguyên vị nữa nè. Địa chỉ là số 90 Lê Duẩn nha cô chú anh chị các bạn. Ai mà thích cái phong cách cổ kính và mộc mạc thì và ngồi ngay cái vỉa hè thì cả nhà mình có thể là đến cái quán này để mình ngồi ngắm đường phố, mọi người đi qua đi lại. Nhưng mà bên cạnh đó nếu như mà ai thích kín đáo đi vào phía trong thì đây mình bước vào phía trong, bên trong của quán thì cả nhà mình thấy là cây xanh rồi góc quán rất là dễ thương, nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Những bộ bàn ghế rất là mộc mạc đơn sơ như thế này. Cô chú anh chị các bạn, Thi Xu đi ngang qua đây, Thi Xu thấy một cái tiệm mà làm cái decor, những cái hình trang trí khá là dễ thương nè. Và ở đây là cái chú mà làm ra được những cái tác phẩm thì này, Thi Xu muốn quay để chia sẻ cùng với cả nhà mình nha. Cái tượng này là mình, những cái decor trang trí này mình làm luôn hả? Dạ, tự. Dạ, cái chi phí giá thành bán nhau cho mỗi cái như thế nào? Dạ. Đây là gốm tiểu sa à? Tử sa mình phải order của mình order về ha, rồi xong rồi mình mới thiết kế lên cái này. Là cái này là 1,5 triệu.
Dạ, còn cái bên này thì cũng, sao ạ? Cũng 1,5 triệu luôn. Dạ, cũng 1,5 triệu. Dạ. Cái này là bao nhiêu ạ? Cái này cũng 1,5 triệu luôn. Cái này dạ. Là gỗ là em đi leo núi á. Dạ, mình đi núi ha. Đi núi lấy nó có cái khúc gỗ. Ta kêu là lũa. À dạ. Đã gùi lũa rồi về em xử lý cho nó khỏi ấy dạ. Xong rồi. Để... xử lý gỗ à. Xong rồi cho nó vô trong cái khung như thế này. Nên mỗi cái là em làm rất là chắc chắn mà dạ. Sẽ bảo hành cho khách. Dạ. Ở Phan Thiết luôn. Ví dụ như có trục trặc về vấn đề gì thì em gọi điện em trên sản phẩm có số điện thoại này. Dạ, rồi mình sẽ bảo hành cho khách luôn ha. Dạ, bảo hành cho khách luôn. Nói chung mình sao mình làm thì cái đồng tiền mình lấy vô thì mình muốn cho người ta vui, mình cũng vui. Vui mình, vui người. Hai bên cũng có điều may mắn ha. Ví dụ như mà khách mà muốn mua thì mình liên hệ bằng số nào ạ? Khách muốn mua thì liên hệ số điện thoại của em là Zalo ạ. 0909 749 2292. Dạ rồi. Rồi có anh Tịnh ở trên Facebook Zalo. Dạ. Địa chỉ của mình là ở đường Vạn Thị Tú. 130. Dạ, 130 Vạn Thị Tú. Phan Thiết. Dạ. Dạ rồi ạ. Chúc cho mình sẽ ban thưởng hết những cái đứa con này và sẽ đạt cho được những cái kết quả nghệ thuật đẹp mắt hơn nữa. Số điện thoại Zalo luôn ha. Ở đây là cảnh mua mai này cả nhà. Bây giờ để Tì Xu vô đây coi thử coi. Đây bà con đang mua mai. Cây này là bao nhiêu tiền ạ? 350 à, đồng giá hả? Sao 350? Đồng giá hả chị? Đồng giá phải không? 350. Cây mini nhí nhí để bàn. Đây là một cái cửa hàng trang trí nội thất này cả nhà mình. Giờ này thì họ cũng bán mà thường có nhiều người cận tới 30, 28, 29 họ mới bắt đầu họ mới đi những mua thêm cái đồ trang trí nội thất. Tại vì vào những cái giờ như vậy thì họ mới có thêm cái tiền lương tăng thêm hoặc là tiền thưởng á. Đây cả nhà mình Tết năm nay ở Phan Thiết mình có cái chỗ này bạn bán cá coi nè. Mua bán trao đổi cá coi, còn cái này là cá cá coi F1 là có like rồi đúng không? Dạ. Này là bán giá như sao ạ? Này là 800 đến 1 triệu đồng một ký cả nhà mình, hoặc là bán con. Đó, cái này là họ nuôi ở trên cây số 17. Bên này thì hổ nhỏ hơn một chút. Này là hồ bán cho nên mình thấy cái nước là nó phù hợp với lại cá khi mà nuôi để chuẩn bị bán ha cả nhà. Bán trên đường Lê Duẩn luôn. Đấy là cá giá cá để nó cho. Cá sao? Cái là được mình. Dạ, 700. Bên đây là 700 chị. Dạ. Con có này 100. Con nhỏ nhỏ ngắn ngắn thì 100. Dạ. Dạ. À, ok. 100, 200, 300 gì đó. Dạ. Bên này thì lớn hơn. Cá lớn à? Cá lớn size 30 kg lên. Size 30 1 ký chắc không mấy con. Ký có tầm 90 con vậy. Đây ví dụ khách muốn mua cá thì liên hệ bằng số nào? Dạ. Số 07 07 8502 8504. 07 8502 8504 đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ ok. À cô chú chị các bạn. Tôi em mới nằm ở trên cây số 17 á. Dạ.
hồ nuôi luôn à? Đây, ở đây là đang vớt cá này cả nhà đó. Một ký là được mấy con ạ? À? Chưa biết chị. Chưa biết con hả? Phải con mới biết hả? Biết. Nhưng mà thường là một ký là mấy con? Ký có 2 con, 3 con rồi à, có 5 con, tùy theo loại. Dạ, tùy theo loại ha. Dạ. À, cái này là từ 800 dạ, đến 1 triệu dạ, tùy dạ. Size ha. Dạ rồi ạ. Dạ. 30 xăng trở lên á. Dạ. Thì nó từ giá 800 tới 1 triệu. Dạ. Và 20 xăng đổ lại thì từ giá 600, 700, dạ. 300, 400. Tùy size ha. Dạ rồi ạ. À, cô chú anh chị các bạn, Tiso đang đứng góc này là ngã tư giữa đường Lê Duẩn với lại đường Nguyễn Hội nè. Và bây giờ gần 7 giờ kém rồi mà cô chú anh chị các bạn thấy mọi người qua lại rất là đông đúc. Tối ngày 25 Tết và video clip này Tiso sẽ đăng vào ngày 26 Tết, là ngày 5 Tây tháng 2 đó cả nhà. Đường phố những ngày mà trước Tết thì lúc nào nó cũng đông hơn là ngày Tết hết, đặc biệt là mùng 1 Tết mà cô chú anh chị các bạn mà ra đường là đường nó phố nó vắng te luôn. Và bây giờ là cái giờ mà mọi người đi coi hoa, mua hoa. Dạ. Yeah. Và Tisu cũng mời cả nhà mình sẽ tiếp tục hành trình cùng với Tisu qua những cái đường phố ở Phan Thiết để xem mọi người mua hoa đông vui tấp nập như thế nào ạ. Và xem thì nhớ bấm like ủng hộ cho Tisu nha cả nhà mình nha. Ở đây mọi người đang coi mai để bán nè, mấy cái chậu nhỏ này cả nhà. Cái này thì mình để trên bàn thôi, nhỏ thôi. Biết là họ bán giá là bao nhiêu. Nhí là bao nhiêu một chậu hả chị? Thì trên 80 còn 150. À còn 150. À, chậu nhỏ như vậy là 150 cả nhà mình. Chị đứng ngay chỗ cái góc ngã tư giữa đường Nguyễn Hội với lại đường Lê Duẩn. Mới nhất của Phan Thiết quê mình. Đó. Một cây thí dụ cây nhỏ là 800, cây lớn thì 1 triệu. À, lớn hơn thì nói chung là tùy theo giá, tùy theo size, tùy theo cỡ nha cả nhà. Đó. Đây rất là đẹp. Này đủ màu luôn cả nhà, màu tím, màu cam, màu đỏ, màu hồng, màu vàng. Đó, ở đây thì họ ghép đủ ngũ sắc. Từ cái lúc mình cắt đến có lại là 1 tháng. Dạ. Dưới điều kiện là phải nắng nhiều. Dạ, nắng ha, cái này là nắng. Dạ, cái này gì hết á. Này gốc là gốc cây ổi tàu cả nhà mình. Đây là họ cắt gốc với tiền cây chứ đâu có cây nào như cái đấy đâu. Bán là bán tiền theo cái gốc, giá trị gốc rồi. Giá trị của gốc ở đây. Phố xá đông vui tấp nập về cô chú anh chị các bạn. Nói chung là dọc cái đường Lê Duẩn này á, thì hễ mà có hàng bông là hôm nay là ngày
mà Tê Xô thấy là mọi người ghé lại hàng bông nhiều nhất. Mấy hổm thì không có nhiều bằng hôm nay, hôm nay thì ghé là nhiều hơn. Ở đây hoa trang mà họ làm bonsai thì cả nhà mình uống cành rồi bonsai ra dán. Nhớ cây này là bao nhiêu tiền hả anh? Dạ. Cây này? Triệu 6 à? Cái này là mình nhập về ở... Dạ, em ở đây em làm. À, ở Phan Thiết mình luôn hả? À. Vườn mình ở đâu ạ? Dạ, ở Đức Long. Vườn Đức Long mà rộng mà để ra gì luôn á? Dạ, em làm để em nhập vô. À, dạ, dạ. Rồi xong rồi bán luôn ha? Dạ. Dạ. Vườn Đức Long này cả nhà. Tisu đang đứng ngay cái góc giao lộ đây cả nhà mình. Đi giữa đường Nguyễn Hoàng là đường Lê Hồng Phong ngày Nguyễn Hoàng là Lê Hồng Phong ngày nay cả nhà mình. Đang ngay cái góc Tisu đang đứng ở đây là trước là ga xe lửa nè. Ở đây đang đứng thì dòng xoay để quay cảnh buổi tối nhộn nhịp chia sẻ cùng với cô chú anh chị các bạn. Đông như ngày hội cả nhà mình. Nếu như mà ở trong nhà như mỗi năm á, mình không có đi ra thì mình thật sự ra là Tisu không hình dung là được là buổi tối Phan Thiết của mình và những cái ngày cận Tết mà lại đông quá trời như thế này. Đủ hướng luôn nha cả nhà mình. Cũng nhiều rồi cho nên là Tisu sẽ mời cô chú anh chị các bạn vào uống cà phê một chút xíu ha, nhìn ngắm một vài cái quán cà phê ở Phan Thiết quê mình và buổi tối coi thử là có gì đặc sắc. Và ở đây là một cái quán ăn phố mì cây này cả nhà mình, xe rất là đông luôn. Mời cả nhà vào uống cà phê với Tisu nghỉ chừng chút nha. Đây tiếp theo là một cái khung cảnh khác ở Phan Thiết quê mình cả nhà. Ở Phan Thiết mình thì có những cái quán cà phê xuyên đêm 24/24 luôn, và Tisu đang ngồi góc đường này là góc đường Lê Duẩn. Thì hướng đường này cả nhà mình sẽ đi về hướng đường quốc lộ 1A. Và đây là một trong những cái quán cà phê mà Tisu nhìn qua Tisu thấy khá rộng và khá đẹp.
nhà mình coi một cái quán cà phê này. Mà xe máy cả nhà mình thấy để quá trời luôn. Một cái quán rất là rộng, từ trước ra sau. Trong này có tiệm pizza nữa cả nhà. Tiso cùng với cả nhà mới vừa vào trong quán cà phê để mình xem cái cảnh một vài cái decor ở quán cà phê đẹp. Thì bây giờ nãy giờ cũng đi dạo nhiều rồi ở đường phố hoa này, và Tiso xin phép dừng lại cái video clip này ở đây. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn đồng hành cùng với kênh Tiso Juju, và chúc mọi người luôn vui khỏe, hạnh phúc và bình an, và luôn rực rỡ, đẹp, khỏe, trẻ, nhiều sức sống như những loại hoa của ngày Tết. Bây giờ thì Tiso xin phép dừng lại video clip. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ạ. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã xem và bấm like ủng hộ cho Tiso. Bye bye cả nhà.